Pharaon. Cách 2 năm sau, Pharaon thấy một điềm chiêm bao. Này, ông đứng bên bờ sông. Thình lình từ dưới sông 7 con bò cái đi lên, trông khỏe mạnh và béo tốt. Chúng đến ăn cỏ trong đám sậy bên sông. Và này, từ dưới sông lại có 7 con bò cái khác đi lên sau đó. Hình dáng xấu xí và gầy còm. Chúng đến gần 7 con bò cái kia nơi bờ sông. Các bò cái xấu xí và gầy còm đó nuốt 7 bò cái khỏe mạnh và béo tốt. Pharaon bèn giật mình thức giấc. Sau đó ông ngủ lại và thấy chiêm bao lần thứ 2. Thình lình ông thấy có 7 giá lúa chắc và tốt mọc chung với nhau trên một cọng lúa. Kế đó 7 giá lúa khác vừa lép và vừa bị gió đông làm cháy xém mọc ra tiếp theo. Rồi 7 giá lúa lép nuốt 7 giá lúa chắc và tốt. Pharaon giật mình thức giấc lần nữa. Và này, đó chỉ là một giấc chiêm bao. Sáng ngày, tâm thần ông bối rối. Ông truyền lệnh gọi tất cả nhà thông thái và tất cả học giả lỗi lạc của Ai Cập đến. Pharaon thuật lại các điềm chiêm bao của ông cho họ. Nhưng chẳng ai có thể giải nghĩa các điềm chiêm bao ấy của ông. Bấy giờ, quan chánh chức tửu tâu với Pharaon. Bây giờ hạ thần mới nhớ đến lỗi của hạ thần. Trước kia Pharaon có nổi giận với bầy tôi của hoàng thượng. Hoàng thượng đã giam hạ thần trong ngục thất của dinh quan chỉ huy quân thị vệ. Đúng ra là hạ thần và quan người thiện nữa. Cùng một đêm kia, hạ thần và ông ấy mỗi người thấy một điềm chiêm bao khác nhau. Mỗi điềm chiêm bao của chúng thần có ý nghĩa riêng của nó. Lúc ấy cũng có một thanh niên Hebrew bị giam chung với chúng thần. Nó là đầy tớ của quan chỉ huy quân thị vệ. Chúng thần kể cho nó nghe điềm chiêm bao của mình. Và nó giải nghĩa các điềm chiêm bao ấy cho chúng thần. Giấc mơ của ai, nó giải nghĩa cho người ấy. Và sự việc đã xảy ra đúng y như lời nó giải nghĩa. Hoàng thượng đã cho hạ thần được phục chức, còn ông kia đã bị xử treo cổ. Pharaon liền truyền cho đem Joseph vào cung. Người ta vội vàng đem Joseph ra khỏi ngục, cạo râu, cắt tóc và thay đổi y phục để đưa vào chầu Pharaon. Pharaon nói với Joseph, ta đã nằm mơ và thấy chiêm bao, nhưng không ai có thể giải nghĩa cho ta được. Ta nghe nói rằng, ngươi có thể hiểu và giải nghĩa điềm chiêm bao được. Joseph tâu với Pharaon, thưa, không phải tôi mà là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban cho Pharaon câu giải đáp để đức vua được bình an. Bấy giờ Pharaon nói với Joseph, này, trong điềm chiêm bao, ta thấy ta đứng bên bờ sông. Thình lình 7 con bò cái từ dưới sông đi lên, trông khỏe mạnh và béo tốt. Chúng đến ăn cỏ trong đám sậy bên sông. Kế đó 7 con bò cái khác đi lên sau chúng. Đó là những con bò ốm yếu, rất xấu xí và gầy còm. Ta chưa hề thấy một con bò nào xấu xí như thế trong toàn xứ Ai Cập. Đoạn các bò cái gầy còm và xấu xí nuốt 7 bò cái béo tốt đã đi lên trước chúng. Dù chúng đã nuốt 7 con bò mập, nhưng không ai có thể nghĩ rằng chúng đã nuốt các con bò mập ấy vì chúng vẫn còn xấu xí y như trước. Bây giờ ta giật mình thức giấc, ta lại thấy trong giấc chiêm bao của ta. Này, 7 giá lúa mọc ra trên một cọng lúa, chúng đều chắc và tốt. Và này, 7 giá lúa khác vừa héo, lép và bị cháy xém vì gió đông mọc ra sau chúng. Các giá lúa lép nuốt 7 giá lúa chắc. Ta đã thuật lại các điềm chiêm bao ấy cho các nhà thông thái, nhưng không ai có thể giải nghĩa chúng cho ta. Bây giờ Joseph tâu với Pharaon, thưa, hai điềm chiêm bao của Pharaon đều có cùng một ý nghĩa. Đức Chúa Trời đã cho Pharaon biết trước những gì Ngài dự tính sẽ thực hiện.
7 con bò cái mập là 7 năm, 7 vé lúa chắc cũng là 7 năm. Cả hai điềm chim bao ấy có cùng một ý nghĩa. 7 con bò cái gầy còm và xấu xí đi lên sau các con bò mập là 7 năm. 7 vé lúa lép và cháy xém vì gió đông cũng chỉ về 7 năm đói kém. Đây là điềm tôi đã thưa với Pharaoh. Đức Chúa Trời đã tỏ cho Pharaoh biết những gì Ngài sắp sửa làm. Quả thật, trong khắp nước Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng tiếp sau đó là 7 năm đói kém. Tất cả những dư thừa sẽ bị quên đi trong nước Ai Cập, và nạn đói sẽ làm đất nước trở nên kiệt quệ. Vì nạn đói quá lớn, theo sau những năm được dư dật trong nước, nên người ta sẽ không còn nhớ đến sự dư thừa ấy nữa. Điềm chim bao ấy được lặp lại cho Pharaoh 2 lần, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã nhất định sẽ thực hiện điều ấy, và Đức Chúa Trời sẽ cho điều ấy xảy ra không bao lâu nữa đâu. Vậy bây giờ, kính xin Pharaoh chọn một người thông minh và khôn sáng, rồi lập người ấy trên cả nước Ai Cập. Xin Pharaoh sớm thực hiện điều ấy, và cũng xin Đức Vua cho lập những viên chức trong khắp nước, để thu góp 1/5 hoa lợi trong 7 năm được mùa dư dật trong cả nước Ai Cập. Xin để họ thu góp thực phẩm trong những năm được mùa sắp đến và chứa trong các kho dưới quyền quản lý của Pharaoh, và xin truyền cho người ta lập các kho tích trữ lương thực trong các thành. Rồi những thực phẩm đó sẽ trở thành thực phẩm dự trữ cho cả nước trong 7 năm đói kém sẽ xảy ra trong nước Ai Cập, để đất nước này sẽ không bị tiêu diệt trong giai đoạn đói kém. Joseph được làm tể tướng. Những lời đó đẹp lòng Pharaoh và tất cả quần thần của ông. Pharaoh nói với bầy tôi của ông: chúng ta có thể tìm được một người như người này, một người có thần của Đức Chúa Trời ngự bên trong chăng. Bây giờ Pharaoh nói với Joseph: vì Đức Chúa Trời đã cho ngươi biết tất cả những điều này, không ai thông minh và khôn sáng như ngươi. Ngươi sẽ cai trị cả nhà ta, toàn dân ta sẽ vâng lời ngươi. Ta chỉ lớn hơn ngươi vì ngôi vua mà thôi. Pharaoh lại nói với Joseph: này, ta lập ngươi trị vì trên toàn cõi Ai Cập. Rồi Pharaoh lấy chiếc nhẫn làm ấn dấu ra khỏi tay mình và đeo vào tay Joseph. Đàn ông truyền mang y phục bằng vải gai mịn đến mặc cho chàng. Rồi ông đeo vào cổ chàng một dây chuyền bằng vàng. Ông đặt chàng ngồi trên xa giá thứ hai của ông và cho người đi trước hô to: hãy quỳ xuống. Vậy ông lập chàng trị vì trên cả nước Ai Cập. Pharaoh nói với chàng: ta, Pharaoh truyền rằng, nếu không có lệnh của ngươi, không ai được phép nhấc tay hay chân mình lên trong khắp nước Ai Cập. Pharaoh đặt tên cho Joseph là Sapnath-Paanea và gã Asenath ái nữ của Potiphera tư tế thành ôn cho chàng làm vợ. Sau đó Joseph đi kinh lý khắp nơi trong nước Ai Cập. Joseph được 30 tuổi khi được trình diện Pharaoh vua Ai Cập. Joseph rời khỏi triều đình Pharaoh và đi kinh lý khắp nước Ai Cập. Bây giờ trong 7 năm được mùa, đất đai đã sinh sản hoa màu dư dật. Vì thế ông cho thu góp lương thực trong suốt 7 năm được mùa ở Ai Cập và tích trữ trong các thành. Trong mỗi thành, ông cho thâu trữ lương thực do những ruộng rẫy xung quanh thành đó sản xuất. Joseph thâu trữ lúa thóc nhiều như cát nơi bờ biển, đến nỗi người ta ngưng việc đông lường vì chúng quá nhiều không đếm xuể. Joseph sinh được 2 con trai trước khi nạn đói xảy ra. Đó là 2 con do Asenath ái nữ của Potiphera tư tế thành ôn sinh cho ông. Joseph đặt tên con đầu lòng là Manasseh vì ông nói: Đức Chúa Trời đã làm tôi quên tất cả nỗi lao khổ của tôi và tất cả những oán hận đối với nhà cha tôi. Ông đặt tên con thứ hai là Ephraim vì ông nói: Đức Chúa Trời đã làm tôi được sinh sôi nảy nở trong xứ tôi chịu cực khổ. Sau đó 7 năm được mùa dư dật trong nước Ai Cập chấm dứt, và 7 năm đói kém bắt đầu đến, y như lời Joseph đã nói.
Nạn đói ấy xảy ra khắp đất, nhưng tại Ai Cập, dân chúng vẫn có bánh ăn. Khi toàn thể đất nước Ai Cập bị nạn đói hoành hành, dân chúng đến kêu nài với Pharaon để xin lương thực. Pharaon nói với toàn dân Ai Cập: "Hãy đến với Joseph, hễ ông ấy bảo gì, các ngươi hãy làm theo như vậy." Nạn đói tràn lan khắp mặt đất. Joseph mở các kho lương thực và bán lúa cho người Ai Cập. Vì nạn đói ấy, mỗi ngày một trở nên tàn khốc trong nước Ai Cập. Người ta từ mọi xứ kéo đến tìm Joseph ở Ai Cập để mua lúa, bởi vì nạn đói ấy quá trầm trọng trên khắp mặt đất. Sách Sáng Thế đoạn 42. Các anh của Joseph xuống Ai Cập. Khi Gia-cốp nghe rằng ở Ai Cập có lúa gạo, ông nói với các con trai ông: "Sao các con cứ ở đó mà nhìn nhau?" Ông nói tiếp: "Cha nghe người ta nói ở Ai Cập vẫn còn có lúa. Hãy đi xuống đó và mua lúa về cho chúng ta, để chúng ta có thể sống và khỏi chết." Vậy 10 người anh của Joseph đi xuống Ai Cập để mua lúa. Nhưng Gia-cốp không cho Benjamin, em trai Joseph, đi theo các anh chàng, vì ông nói: "Rủi có tai họa gì xảy đến cho nó thì sao?" Các con trai của Israel nhập cùng đoàn người đi mua lúa, vì xứ Canaan cũng bị nạn đói. Khi ấy Joseph đang là người có quyền trong nước, ông là người bán lúa cho toàn dân trong nước. Các anh của Joseph đến và quỳ sấp mặt xuống đất trước mặt ông. Khi thấy các anh ông, Joseph nhận ra họ ngay, nhưng ông làm ra vẻ như người xa lạ và nói chuyện với họ cách gắt gỏng. Ông hỏi họ: "Các ngươi từ đâu đến?" Họ đáp: "Chúng tôi từ xứ Canaan đến để mua lương thực." Thế là Joseph biết họ đúng là các anh của ông, nhưng họ không nhận ra ông. Bấy giờ Joseph nhớ lại những điềm chiêm bao mà ông đã thấy về họ. Ông bảo họ: "Các ngươi đúng là quân Do Thám rồi. Các ngươi đến đây để dòm ngó những sơ hở của xứ này." Họ đáp: "Thưa ngài, không phải đâu. Các tôi tớ ngài chỉ đến để mua lương thực. Tất cả chúng tôi đều là con một cha. Chúng tôi đều là người chân thật. Chúng tôi không phải là quân Do Thám." Nhưng ông nói với họ: "Không được. Đúng là các ngươi đến đây để tìm xem những sơ hở của xứ này." Họ đáp: "Các tôi tớ ngài gồm 12 anh em, con cùng một cha ở xứ Canaan. Đứa út hiện đang ở nhà với cha chúng tôi, còn một người thì bây giờ không còn nữa." Joseph nói với họ: "Đúng như ta đã nói với các ngươi quả là quân Do Thám. Đây là điều các ngươi phải chứng minh cho ta. Ta chỉ sinh mạng của Pharaon mà thề rằng, các ngươi sẽ không được rời khỏi nơi đây. Nếu em út các ngươi không đến đây gặp ta, hãy sai một người trong các ngươi đi về, đem em út các ngươi đến đây. Tất cả những người còn lại sẽ bị giam vào ngục, để xem những lời các ngươi nói có đúng sự thật không. Nếu không, ta chỉ sinh mạng của Pharaon mà thề, các ngươi đích thực là quân Do Thám." Đoạn ông truyền lệnh bắt họ giam vào ngục suốt 3 ngày. Đến ngày thứ 3, Joseph nói với họ: "Hãy làm thế này để các ngươi được sống, vì ta kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu các ngươi là những người thành thật, hãy chọn một người trong số anh em các ngươi để ở lại trong nhà tù này. Còn các ngươi hãy đi, mang lúa về nuôi gia đình các ngươi đang đói. Nhưng phải đem em út các ngươi đến gặp ta, để xác thật những lời các ngươi đã nói, và các ngươi sẽ khỏi chết." Họ đồng ý làm như vậy. Đoàn họ nói với nhau: "Chúng ta thật sự đã có tội với em chúng ta, vì chúng ta đã thấy linh hồn nó đau đớn biết bao khi nó van xin chúng ta, nhưng chúng ta chẳng chịu nghe. Vì thế giờ đây chúng ta phải chịu cảnh khốn đốn này." Ruben nói với họ: "Anh há chẳng đã nói với các em, đừng gây nên tội với đứa nhỏ, mà các em không chịu nghe sao? Vì thế bây giờ chúng ta phải trả nợ máu cho nó." Họ không biết rằng Joseph hiểu tất cả những gì họ nói với nhau,
và ông nói chuyện với họ qua một người thông ngôn. Bây giờ ông bước qua nơi khác và khóc. Sau đó ông trở lại và nói chuyện với họ. Đoạn ông ra lệnh bắt Simeon ở giữa họ và trói ngay trước mặt họ. Các anh của Joseph trở về Canaan. Joseph truyền lệnh đổ lúa đầy các bao của họ và trả bạc của mỗi người lại trong bao lúa của họ và cung cấp họ thực phẩm đi đường. Ông đối xử với họ như vậy. Vậy họ chất lúa lên lưng lừa và ra đi. Nhưng dọc đường, khi họ hạ trại để nghỉ đêm, một người trong họ mở miệng bao để lấy ít lúa cho lừa ăn. Ông thấy số bạc mua lúa của ông, kìa nó nằm đó nơi miệng bao lúa của ông. Người ấy nói với các anh em mình, số bạc mua lúa của tôi sao lại bị trả lại? Nó nằm kia kìa, ngay trong bao lúa của tôi. Thế là mọi người đều rầu rĩ và lo sợ. Họ nói với nhau, Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta thế? Họ trở về gặp Gia-cốp cha họ trong xứ Canaan và thuật lại cho ông tất cả những gì đã xảy ra cho họ trong nước Ai Cập. Họ nói, người làm chúa xứ đó nói chuyện với chúng con rất gắt gỏng. Ông ấy bảo, chúng con là quân đi do thám xứ. Nhưng chúng con trả lời rằng, chúng con là những người thành thật, không phải là quân do thám. Chúng con có 12 anh em, con của một cha, một người không còn nữa, còn em út ở nhà với cha trong xứ Canaan. Người làm chúa của xứ đó nói với chúng con, hãy làm điều này để chứng tỏ các ngươi là những người thành thật. Hãy để một người trong anh em các ngươi ở lại đây với ta. Hãy lấy lương thực mang về nuôi gia đình các ngươi đang đói và đi đi. Sau đó hãy đem đứa út của các ngươi đến đây gặp ta, để chứng tỏ rằng các ngươi không phải là quân do thám, nhưng là những người chân thật. Bây giờ ta sẽ thả người anh em bị nhốt của các ngươi ra, rồi các ngươi có thể mua bán trong nước của ta. Sau đó họ đổ lúa trong các bao của họ ra. Mỗi người đều kinh ngạc khi thấy túi bạc của mình đã trả bây giờ lại ở trong bao lúa của mình. Khi họ và cha họ thấy các túi bạc ấy, họ thấy đều lo sợ. Gia-cốp cha họ nói với họ, các con đã làm mất con của cha. Joseph đã không còn, Simeon cũng không còn. Mà bây giờ các con còn muốn bắt Benjamin đem đi. Tất cả những việc này đều gây hại cho cha. Bây giờ Ruben thưa với cha ông, xin cha cứ giết hai đứa con của con. Nếu con không đem em về cho cha, xin cha giao nó cho con sẽ đem nó về cho cha. Nhưng ông nói, con trai cha sẽ không đi xuống đó với con đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó. Lỡ có chuyện gì rủi ro xảy ra cho nó dọc đường, các con sẽ làm cho đầu bạc này của cha phải mang âu sầu xuống âm phủ.